Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cách ủ và ươm củ khoai lang nha các bạn. Thì đây là những cái củ khoai lang mà mình đã ủ cho nó ra mầm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ươm nha. Thì mình chia sẻ với các bạn là muốn trồng khoai lang loại ngon thì các bạn đi chợ mua vài phao khoai lang loại ngon củ nhỏ. Tại vì mình ươm nên mình không có cần lấy củ lớn nha các bạn. Thì Quỳnh Mai lựa cái khoai lang này là khoai lang rất là ngọt của Việt Nam nha. Ở phía trong nó ruột nó màu trắng như thế này, khi mà mình luộc lên thì ăn rất là bùi và ngọt nha. Khoai lang này là khoai lang Việt Nam chứ không phải khoai lang Mỹ ruột vàng nha các bạn. Cái ruột này là ruột trắng nha. Thì trước hết mình đi chợ mình lựa những cái củ khoai lang nhỏ nhỏ như thế này. Tại vì mình ươm trồng nên mình không có cần lấy củ lớn các bạn. Củ lớn thì rất là uổng nha. Thì như cái củ khoai lang này mình mua xong mình đem về mình ủ, tức là mình để ở trong cái bọc ở chợ đó các bạn. Rồi mình xịt nó một chút xíu nước, rồi mình bỏ vào trong bịch và để vào chỗ tối, tức là để vào trong ngăn tủ ở dưới cái xin rửa chén hoặc là để chỗ gầm bàn nào đó không có ánh sáng nha. Là tối thì chừng một tuần thì nó sẽ ra mầm như thế này các bạn. Thì các bạn nhìn thấy là nó ra mầm ở những cái mục ở trên da các bạn. Tức là trong một cái thời gian nào đó thì cái củ khoai lang của mình nó không có còn tươi nữa. Nó trở thành khoai lang cũ. Mà khoai lang cũ thì nó có những cái mầm ở ngoài da như. Rồi cái mình ủ trong bóng tối thì từ những cái mục đó như thế này đó. Ban đầu thì nó có cái những cái mục nhỏ như thế này các bạn, là ở da của nó mọc ra đó. Thì đây là những cái mầm, nó sẽ lên ngọn nha các bạn. Thì cái củ này nè, nó chưa có rễ. Thì chỉ ở trong cái thời gian mình ủ nó để cho nó ra mầm thôi, chứ nó chưa có rễ để mình đem trồng. Nó có ngọn rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình phải đem ươm nó để cho nó ra rễ, rồi nó mới mọc thành bụi khoai lang được các bạn. Tại vì nó mới ra mầm thôi. Thì Quỳnh Mai chuẩn bị một cái chậu. Đây, cái chậu này là mình mua ở Sem nha. Bề ngang 22 inch. Đó, bề sâu xuống cũng cỡ 3 tấc các bạn. Thì mình đổ đất vào trong này. Mình cũng trộn các thứ như mỗi khi, là ra đền xôi, tớp xôi, rồi frozen meat, đủ thứ các cái trong này đó. Thì các bạn nhìn thấy tuy là nó không có nhuyễn như là mình trồng những cái loại cây khác, nhưng mà khoai lang ở bên mình người ta trồng trên đất ruộng, thì đất ruộng cũng là đất tớp xôi cũng không có tốt hơn gì mấy so với đất của Quỳnh Mai trộn nha các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình ủ nha. Mình ủ cho nó ra mầm xong rồi mình mới ươm nó cho nó ra rễ. Thì các bạn nhìn thấy ở phía trên là cái mầm lá của nó là màu tím nè, tím đậm là mầm lá. Rồi ở phía dưới của nó các bạn nhìn thấy cái màu trắng và có những cái sợi li ti nhỏ như sợi tóc đó, là rễ đó các bạn. Nên khi mà mình ươm nó thì mình sẽ đặt cái phía dưới
lên trên mặt đất như thế này đó, chỗ mà li ti như sợi chỉ đó, mình đặt như đó chừng nửa củ khoai lang, hoặc là lắp gần hết củ khoai lang, đưa những cái mầm lên như vậy, rồi mình tưới nước nha. Tuần hai tuần nó sẽ ra rễ, khi mà mình dự đoán là nó ra rễ rồi thì mình sẽ đem trồng nó những nơi nào mà mình muốn trồng. Chứ bây giờ mình mà đem ra mình trồng liền thì mình sợ con này con kia nó ăn cái củ khoai lang nha các bạn. Nên bây giờ mình sẽ ươm trước như vậy đó. Các bạn cũng có thể cắt phân nửa cái củ khoai lang này ra để cho cái phân nửa ở dưới nó mọc mầm lên các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn trồng liền thì các bạn cứ việc đặt nó xuống sâu xuống dưới mặt đất chừng 1 inch 2 inch vậy, ló cái phần cái mầm lên, rồi chừng nào nó mọc rễ thì mình mới bứng lên mình đem đi trồng đó. Cái này là mình ươm nha các bạn, mình nhận nó xuống cỡ chừng sâu xuống mặt đất cỡ chừng 1 inch, 1 inch là 2,5 cm đó các bạn. Đó, như vậy thì Quỳnh Mai sẽ ươm nha. Quỳnh Mai đã bỏ những cái củ khoai lang lên mầm ươm vào trong cái chậu rồi nè các bạn. Đó, mình đưa những cái mầm lá lên trên, còn phía dưới thì mình để cho nó mọc rễ ra nha. Thì khi mà 1 tuần 2 tuần nữa nó sẽ mọc rễ, mọc rễ rồi thì cái phần lá ở phía trên nó sẽ mọc dài ra thành lá các bạn. Thì lúc đó mình sẽ bứng lên đem đi trồng. Thì khoai lang muốn có củ thì mình phải cuốc cái vòng lên cao cỡ chừng 2-3 tấc, rồi mình trồng cách khoảng là củ cách củ là 3 tấc các bạn. Thì khoai lang, nhân giống khoai lang rất là dễ. Mình có thể mua những lọn khoai lang mà người ta bán ở ngoài chợ, mình đem về mình dăm cái cành của nó ra rễ rồi mình đem đi trồng. Nhưng mà khi mà mình lựa những cái đoạn rau khoai lang đó thì mình lựa nó dài cỡ chừng 4 tấc, thì các bạn để nó nằm ở trên mặt đất, xong rồi đắp đất lên cái phần chính giữa, cái đầu thì cái đầu ngọn thì ngóc lên với cái rễ cũng ló ra các bạn. Cái phần đuôi của cái đoạn dây khoai lang đó ló ra, tức là mình đắp cục đất ở chính giữa để cho nó mọc ra hai bên. Đó là cách nhân giống bằng cách ghim nhánh các bạn. Còn nhân giống cái thứ nhì là mình làm như thế này, ủ cái củ để cho nó ra mầm lá rồi mình mới đem đi ươm trong cái chậu như thế này để cho nó ra rễ xong rồi mình mới đem đi lại cái vòng mình muốn trồng. Muốn trồng khoai lang có củ thì mình phải cuốc vòng cao lên cỡ chừng 3 tấc 4 tấc, rồi cái bề ngang của nó cũng 4 tấc rồi mình trồng thì nó mới có củ nha các bạn. Còn các bạn giống như Quỳnh Mai thì Quỳnh Mai sẽ trồng vào trong những cái garden bed như thế này, thì mình có cái chiều sâu xuống cũng cỡ chừng 2 tấc đó. Mình sẽ để đất, đổ đất cho nó cao lên bằng cái miệng luôn. Thì khi mình trồng khoai lang xuống thì cái rễ nó đi sâu xuống thì nó sẽ có củ ở phía dưới nha. Cũng như mình trồng trong cái thùng nào cao thì nó cũng có củ các bạn đó. Còn mình muốn trồng khoai lang có củ để ăn củ thì mình không có được ăn lá nhiều các bạn, tức là
đọt khoai lang đó, nếu mà mình ngắt mình đem vào mình luộc thì cái dây khoai lang của nó sẽ không có củ nhiều nha, nó sẽ yếu, nó không có ra củ, tại vì nó ra lá. Hễ mình ngắt đọt nó thì nó nhảy nhánh thì nó sẽ bò đi đó. Thì cái dinh dưỡng của nó cứ lo nuôi cái thân với cái lá, nên dưới rễ của nó không có củ. Còn mình muốn khoai lang, trồng khoai lang ăn củ thì mình để cho nó bò tự nhiên, đến khi nó tàn thì mình đào lên thì nó sẽ có củ nha các bạn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách ủ và ươm củ khoai lang để trồng khoai lang. Mình sẽ trồng phân nửa để lấy củ và phân nửa để lấy đọt ăn các bạn. Khoai lang ăn rất là tốt, nhuận trường với lại trị được nhiều bệnh các bạn. Khoai lang mình có thể luộc, chấm chao, mình cũng có thể xào các bạn, làm nhiều món ngon mà rất tốt cho sức khỏe đó các bạn. Với lại nhất là những cái khoai lang mà có màu sắc đậm là trị được ung thư đó các bạn đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn là cách ủ khoai lang cho nó lên mầm, rồi cách ươm để cho nó ra rễ nha các bạn. Nếu các bạn nào mà ở xa, ở những nơi thành phố xa, thành phố lớn, không được mua được những cái củ khoai lang ngon, giống ngon, thì các bạn cũng có thể trồng khoai lang vàng của Mỹ thì nó cũng tốt các bạn. Khoai lang vàng của Mỹ đó thì cái ruột nó vàng, ăn cũng tốt, trị bệnh cũng tốt, rồi mình ăn lá cũng được các bạn đó. Trồng khoai lang là dễ nhất các bạn đó. Thì cái cách trồng này của Quỳnh Mai cũng tương tự giống như là mình trồng khoai mỡ vậy các bạn. Khoai mỡ thì mình cũng trồng, cũng ươm bằng cách này. Khoai mỡ thì mình mua về, mình cắt ngang cái chỗ cái gốc của nó, rồi mình ươm y hệt như vậy thì nó sẽ ra cái ngọn và ra rễ để cho mình trồng. Với lại cái lớp da của khoai mỡ đó, nó cũng nổi một mầm lên như thế này các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.